chào mọi người. Hôm nay là gia đình của Bằng đang đi chợ Super King mọi người. Super King này ở Santa Ana, gần ở Costa Mesa. Super King, đi chợ Super King đó chị. Chị đi đâu vậy? Chị đi. Bây giờ là vừa mới qua khỏi thành phố Fountain Valley mọi người. Và chuẩn bị tới đường đây là đường gì? Đường Harbor rồi. South Harbor. Thì muốn mình đi sao rồi, còn không mình cứ đi thẳng tới đường MacArthur đúng không? Bình thường mình hay đi vô là đường đi đường thẳng. Gì? Đường MacArthur đúng không? Không nhất là thôi đi thẳng đi. Sao Harbor nó ít day view á. Đây là khúc này là bước vô Santa Ana mọi người, hết thành phố Fountain Valley rồi. Nãy giờ là đang chạy xe từ ở bên Fountain Valley qua. Bây giờ là qua đây là vô Santa Ana rồi. Đây là đường phố của thành phố Santa Ana nha mọi người. Cái đường ở chỗ mình đi San Harbor là chút mình quẹo đường gì? Phía đường nó đường gì ta? Không nhớ cái đường đường gì. Không nhớ đường quẹo mà thường thường mình đi đường này. Bình thường đi đường này. Nè, có quả banh này chị. Ở đây có trái banh to thiệt to nào chị ơi. Ở đây không có xay nữa, chỉ xì khói thôi. Nó không phải nó xay, nó đổ nước thôi. Không, hôm bữa nó có thấy xay. Có xay không? Đó. Nó đổ nước nó chảy nên là em nhìn em tưởng nó xây nha, phải nó xây. Nước nó chảy. Nó làm nước chảy từ từ xuống. Ồ, hoa lê kìa. Hoa lê mùa này mùa hoa lê ha. Hoa lê. Quá trời. Bây giờ đi lòng vòng vậy. Bây chừng cái đường đó nó đóng cửa rồi đó. Fairview đúng không? Đường ở đường Fairview em ơi. Đi thử đường này qua nó. Đi Fairview, quẹo phải. Bình thường mình tới đây quẹo phải. Fairview quẹo nè. Sao lại chữ Springview ta? Khả năng là cái đường này đang bị đóng. Có ai không? Ủa, mình đi sai chứ mình đâu. Yeah. Fairview đây mà. Ừ, đúng rồi, quẹo đây là tới nè. Không biết. Ồ, đang làm đường trước kìa. Thấy không? Nhưng mà nó cho chạy mà. Những cho chạy lên phần bên trái em, lên sát ngoài. Nó đóng hai lên trong. Đâu có kẹt đâu. Khúc này là của thành phố Santa Ana mọi người, nhưng mà nó lại giáp với Costa Mesa với Fountain Valley nên là nó nhìn nó rất là sạch sẽ nha. Nó không giống như Santa Ana ở Downtown. Khu này là Santa Ana nhưng mà khu này là khu giáp với mấy thành phố giàu nên nó sạch sẽ hơn. Nó đóng đường nên là nãy nó chỉ em đi đường khác là đúng rồi đó, thì sợ được kẹt. Mà mình đâu có tới đó đâu kẹt. Coi chừng nó gom lên vô nha. Chạy nhanh nó chạy. Cũng lầm nhưng mà tại nó đang nhập lên á. Làm đường nhập lên nhiều người họ được học để ý chạy từ xa tới. Lắp không kịp. Mobile home. Mobile home. Tên là gì? Laga. Tên gì lại? Laga Village. Nhà mobile home. Khu mobile home. Cali bây giờ đang thiếu nhà trầm trọng. Dài năm nữa, giờ sợ cái mobile home cũng có mua nữa. Nha, yeah, tới rồi, đây là đường quẹo vô chợ Super King nha mọi người. Nếu mà mua trái cây là đi chợ này là mua rẻ nha. Nhà bằng thường đi mua trái cây ở chợ này. Còn thịt cá, rau rồi thì mua ở chợ Việt Nam. Nhưng mà trái cây thì mua ở đây là rẻ nhất á. Theo như kinh nghiệm của gia đình, chỗ này là rẻ nhất. Rau mà mấy cái loại mà rau min á. Rau min nó rẻ. Nam bán 2 đồng bó, ở đây bán ngò ha, ngò nó cũng rẻ. Hành ngò. Hành ngò rau min nó rẻ. Nó chỉ có rau đó thôi chứ ngò đâu rẻ. Sao mấy rẻ. Mấy rau kia đâu có. Lá quế rồi này nọ nó làm gì có. Nó bán thì là cũng rẻ nè. Hẹ cũng rẻ. Còn
là bà xã của em là thành viên của chợ này nên là mỗi mỗi tuần nó gửi cho sắp giấy gì nó quảng cáo nó dụ đi. Nhưng mà bữa nay là bà xã em đi mua trái mít, thèm trái mít, bữa giờ thấy quảng cáo có trái mít thèm bữa giờ đó, vô mua trái mít. Hôm nay cuối tuần nhiều khi xui xui hết mít đi. Tính sáng đi chứ sợ hết mít. Mít là người Việt mình ăn nhiều mà vô chợ mua nhiều. Bạn rẻ 49 xem sao? Bình thường bán 79 là rẻ nhất rồi đó. Chợ Việt Nam là 79 xem là rẻ nhất rồi. Hồi đó mình kìm đi chợ Trung Đông nó cũng bán mấy chục sen mà em. Thì thường thường như vậy nên ít khi nào nó xuống 49 xem á. Mà chợ đó xa quá. Cũng bằng xe xuống đó đó. Mà không? Bằng. Mà sao thấy qua đây gần hơn ha? Bên đó cũng có Superkin nữa mà, hướng đó cũng có Superkin nữa nhưng tại mình không đi, tại vì Superkin ở đây tươi hơn. Giờ tới chợ rồi mọi người. Giờ đang đi bộ vô này. Hay là cái bãi đậu xe của mình. Chợ này có cái bãi đậu xe rộng khủng khiếp luôn á. Ủa, cái này xe mới rồi ta. Rồi, lấy một chiếc. Đây. Ân leo vô không? Mẹ, ẵm Ân vô mẹ ơi. Lên Ân. Vô. Đó. Chay ngồi ở trong luôn hả? Rồi, ngồi xuống mà kéo đi nè. Ô, ô, té, té, té. Được không? Dịnh vô, dịnh vô. Vô đi đây. Trời làm như bốn cái cửa nó mở nó hết hồn. Mít 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 đã thấy mít tối qua giờ bà không ngủ rồi bà cứ đòi ăn mít. Cuối cùng cũng thấy trái mít. Anh ấy có trái sống sống ngoài kia kìa em. Ly ly anh thấy có trái sống sống ngoài kia kìa, trái xanh xanh đó, trái nó sống á, sống không? Ok bỏ vô. Anh đâu có biết, anh nhìn thấy ok mà nhưng hơi bự thôi. Được hả? Ok. Thầy cho mít nè mọi người, mít nè, đó, mít đó. Em mẹ mày tính nâng cấp mít cái gì á? Gì? Để ba đi vòng qua. Trời ơi, trái này ngon quá trời luôn. Ý da. Có đứa nào ăn không? Chị muốn ăn trái này hả? Ok. Ôi trời ơi, cạp thiệt luôn hả? Okay. Giả bộ thôi đúng không? Mình không được ăn ở trong đây nha, về nhà mới được ăn nha, phải rửa sạch mới được ăn nha. Đúng rồi. Ok, lấy trái nào cũng được. Thấy trái nào cũng ngon. Ân có thể gặp mở cái túi giùm ba được không? Mở túi ba. Ba mua hai trái luôn hả? Không, một cái thôi, lựa trái nào được thôi. Thấy trái này ok rồi. Thôi đủ ăn thôi, mua nhiều quá ăn hết đâu. Em có cho ai không? Không, không có cho. Không cho ai thì một nhà mình ăn trái này là đủ rồi. Được không Ân? Hai con giò giò vậy nè. Giò 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 vậy nè. Tay bà khô quá, bà giò 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 giò. Đúng rồi. Nó mở ra không? Nó không mở hả? Thì mình phải kiếm miếng nước Ân ơi. Ê, bà mở cũng không ra luôn. Cầm đi, cầm đi. Cầm đi ba đi. À, bên này có nước không? Trời ơi, sao cái đồ này nó khô mà. Cái trong đây nó khô, nó ráo mà nó không có miếng nước luôn. À hả, nó bóp vào nó trơn lắm, nó mở không được đâu. À, chỉ kiếm miếng nước để cho nó rít cái tay để mở cái này mà trong đây nó khô, chợ nó sạch dữ mọi người. Khô nó ráo. Quá trời sạch luôn.
Đây, cho chú đẩy đồ đi. Ba nói mẹ mua một trái thôi, nhà mình đủ ăn rồi, mua nhiều quá ăn hết hơn. Bự thiệt bự hả? Ôi, mẹ con tính lấy cho bự này nè. Rồi chưa? Ok. Quýt thì cũng ngon ghê. Không biết quýt này ngọt không? Trái cây ở đây trái nào nhìn cũng ngon ha. Lấy ít đi. Cái này lấy vừa đủ ăn thôi. Cái này mau mềm lắm. Cái này ăn lấy vài trái thôi. 2 đồng mình sale gì nữa. Này cứng nè. Lấy hai trái vài trái thôi nha. Dạ dạ. Quan trọng là mua cái kia kìa. Mua cái blueberry cho anh. Còn cái không biết quýt. Không biết quýt này ngọt không? Mua quýt không? Không, dạ có rồi. Ok, lấy đi rồi đi qua nó mua blueberry. Cái này nó không có bể là bị mềm liền nha. Ừ, lấy mấy trái thôi. Trắng luôn á. Lấy vài trái đủ ăn thôi. Này nhìn nó ngon chứ nhưng phải ăn liền. Chứ không để nó mềm, mềm là hết ngon. Ừ, cái đủ rồi. Bao con trái thôi. Qua anh kia mua blueberry. Đi, anh qua anh mua blueberry nè. Hai đứa dịnh vô ba kéo xe nè. Dịnh vô té đó. Thì cái này hạt dẻ hả ba? Hạt dẻ không em? Dẻ bự dữ trời. Cái này chưa rang mà đúng không? Chưa. Cái này nấu sao chị biết không? Này chắc nướng á. Nướng rang gì đó. Luộc cũng được. Luộc hả? Luộc. Mà lâu hôm ta có bỏ lên luộc. Em cũng không biết luôn á. Em toàn mua ta làm sẵn thôi. Đúng rồi, nó thấy rẻ không biết làm. Rẻ ghê. Này ngon không? Dạ. Này cho quý vợ vô mà cho biết cái gì. Hạt dẻ. Dịnh vô, dịnh vô hay đó. Tại sao cho không? Tại sao không đó mùi? Ô ô. Còn phấn luôn nè. Ừ. Mua 2 hộp thôi. Lấy 2 hộp thôi. Hộp này ngon nè. Hộp ngon nè em. Cái hộp này nè. Cái hộp này đi. Đây. Rồi 2 hộp. Rồi đưa. Hồi nãy mẹ em mày đưa 3 hộp đâu. Nó bỏ rồi rồi. Cái hộp đó bà thấy không có ngon, không có cháy nó sống á. 2 hộp ok rồi. Thôi thôi, 2 hộp thôi. Ở nhà em có mua rồi đúng không? Yeah, bằng bằng rất là thích ăn blueberry mười. Ngày bằng ăn cái khoảng cỡ 2 thau blueberry á. Chào đấy, ghê luôn nha. Đây không có một miếng nước luôn. Cà chua bi kìa. Có 2 đồng một hộp à. Wow, rẻ gì. Cà chua bi, cà chua bi. Trời ơi, món ruột của tụi nó. Này làm gì? Vậy hả? Ừ, này hộp hộp chua. Costco nhà còn không? Còn mấy trái kệ ăn này. Tại okay. Chợ này nó chua. Chua hả? Ừ. Nó chua. Thế là cái chua này không có biết có ngọt. Nó không phải là loại, ủa nó như là chua, chua nho mà. Grape tomato mà em không biết thấy cái màu này em không biết. Nhìn nó khác cái màu bình thường mình hay mua đúng không? Cái này nó hơi cam cam đúng không? Cái mình hay mua nó màu đỏ, cái này hơi cam cam nè. Đây nè, ý là nó. Nhưng mà có vẻ nhìn nó ngọt, nó ngon em. Nó giòn nè, nhìn nó giòn. Mua đi lấy hộp này trái nhỏ nè. Trái nhỏ nhỏ thì mới ngon. Cái nào thích nè không? Mua 1 hộp hay 2 hộp. Hộp thôi. Mua hộp thôi. Không ăn hả? Ờ cái này đỏ nè. Không ăn hả? Không nhìn đây ngon hơn nè. Không ăn hả? Rồi nó không ăn. Có rồi nó mới ăn rồi chắc. Ok vậy thôi đi. Món ruột của tụi nó không ăn. Chậu bán rau rồi. Rau này à, chắc của Mỹ ăn nhiều thôi. Người Việt Nam mình ăn được có vài loại rau trong đây à. Nào. Đi đâu? Đường nào? Cái này cũng cà chua hả? Không trái gì á. Về rồi nó ghi là golden nhưng mà về vẫn bị chua mềm. Nó hơi có lớp gì trong cơ. Yeah. Nè cái này ngon rồi nó chưa. Rồi, 3 đồng mấy cái. Chất lượng ha. Chất lượng luôn, cái này nó to lắm chú em.
to lắm đó. Ngọt, anh nghĩ chắc ngọt đó. Có đứa nào ăn không? Đứa nào ăn này không? Nhìn ngon quá. Mua đi, mua hộp đi. Nhìn ngon quá ha. Nè, trời, trái này nó bự dữ trời. Ừ, tùng to đùng luôn. Ba ơi, trong trường nó thấy cái trái bự thiệt bự luôn. Bự thiệt bự luôn hả? Trái này chưa đủ bự hả? Trái này không bự hả? Trái này cũng bự mà. Ba bự thiệt bự rồi. Ừ, ok, mình đi tiếp nè. Dịnh vô ơn. Hai đứa dịnh vô nha, coi chừng té nha. Mua cà chua về nấu bún cá thu mọi người. Hồi trước thanh long mắc lắm nha. Nhưng mà không biết sao thì mấy năm gần đây thanh long nó rẻ lại mọi người. Đó, thanh long giờ nó rẻ lại nè. Hồi trước nó mắc lắm nha. Mấy năm gần đây người ta trồng cũng được nhiều lắm nha. Nhà bạn của bằng mấy người đều trồng thanh long này nè. Giờ những cái thanh long giá rẻ lại hả? Ừ, bắt đầu xuống giá. Giống như kiểu chắc giờ người ta trồng cũng nhiều rồi, không còn hiếm như hồi xưa nữa. Hai đứa dịnh vô ba kéo nè. Đi tiếp. Nè nè nè. Cho ai chưa biết cái cà tím, cái cà nâu ở Mỹ nè. Đây 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 đây. Cái này. Ấy gì? Eggplant. Ok, bự ghê không? Ở đâu rớt đâu? Ok, ba lụm cho chay. Nè, cầm. Đi cẩn thận nha, đừng rớt nữa nha. Dịnh vô nè, dịnh vô nè. Đây, trái cà tím bự ghê chưa? Ghê. Này chết mẹ. Chết mẹ. Chết mẹ á. Ba. Ba mày không thích cái con bấm nhiều quá là không ăn được. Đây mẹ. Ô ô. Đây, ở đây là nguyên cái này là dãy bán ớt rồi. Chợ này là có cái dãy bán ớt khủng khiếp luôn nha. Con thấy chớp không? Chớp một cam hả? Chớp một cam gần. Dạ. Con lấy cho anh coi nha. Chớp một cam. Con nghĩ nó cay không? Cay ha. Ba cũng nghĩ nó cay á. Ớt mà sao có mùi con, nó chỉ cay thôi, nó có vị cay thôi. Đây cái dãy ớt của nó nè. Quá trời ớt luôn. Ba. Đủ các loại ớt. Go ahead, go ahead. Thank you. Anh thấy mình quay phim nên anh sợ mình che cái màn hình của mình. Ngừng lại luôn. Cái này củ cải trắng con, phải cà rốt. Nó củ cải trắng. Củ cải trắng. Này là gì ơn? Ơn, này là gì? Trái ớt đỏ, trái ớt xanh. Trái ớt đỏ nè, trái ớt xanh nè. Đây là trái ớt đỏ. Trái ớt đỏ. Mẹ. Ơn thích cái này ha, nhìn đẹp quá ha. Dạ, và cái này màu đỏ luôn mà. Yeah. Cái này nhìn đẹp hơn. Nguyên dãy ớt. Giờ quay dãy ớt cho mọi người coi nè. Nguyên một dãy ớt khủng khiếp luôn. Đó, dãy ớt quá. Đủ các loại ớt. Đâu? Ờ hả? Ồ, dãy ớt nó giống màu vàng hơn anh ơi. Mấy màu xanh nè. Nè, cái này là bịch ớt nè.
con mua bịch này ha. Ơn ăn không? Không hả? Cho ăn ha. Cho ăn ớt hả? Không hả? Sao vậy? Ăn ớt bị gì? Trời. Cái trái này trái gì ta? Nó có cái vỏ hả? Nè, thấy không? Có cái vỏ đâu. Hả? Nè, khi mà người ta lột nó ra cái nó thành trái này. Chứ cái trái cà hả không? Nó có cái vỏ không? Nè. À, trái này hả? À. Thấy không? Đúng rồi, mấy cái trái này đâu có mùi hơn. Trái này trái gì? Bữa mẹ nấu canh cho con ăn nè. Nhớ không? Trái khổ qua. Trái khổ qua. Hả? Bỏ túi bà nha. Ok. Rồi đi nè. Cái này đậu. Các loại đậu. Đầy đủ các loại đậu luôn. Còn đây là hàng cậu bán phô mai với sữa. Bơ. Đậu hũ. Hử, đậu đen, đúng rồi đó. Ơn nhìn ơn biết hết rồi nha. Sau này ơn giỏi với ta, ơn đi chợ với mẹ riết rồi giờ cái nhìn ơn biết là cái đó là đậu gì hết luôn á. Đúng rồi, hot dog. Con thích cái đó đúng không? Ủa em có mua sẵn sữa này chưa? Để tới bữa đi chơi uống. Có hả? Ok. Nguyên cái dãy này là sữa nha mọi người. Nguyên dãy luôn nè. Các loại sữa luôn. Dài tới bên kia. Các loại sữa luôn á. Đầy đủ các loại sữa. Ừ? À, sữa con đang uống hả? Sữa con đang uống nằm đây nè, đúng rồi đó. Hai cái luôn. Con phải đổi rồi. Dạ. Nhưng mà mình phải đổi sữa rồi. Bây giờ con lớn rồi, con phải đổi loại sữa khác rồi. Chay cũng phải đổi luôn rồi. Chay gì? Chay với con đều phải lớn hết rồi. Nhìn vô nha. À, bây giờ chay cũng bắt đầu lớn rồi ơn. Chay đâu còn nhỏ nữa. Cái này là bánh Oreon. Này kem hả? Kem chứ không phải bánh. À cái ly kem. Kem mà có những Oreon. Oreo. Thì tiếp nè. Cái này là yogurt. Yogurt Baba Patrol. Mẹ không cho mua đâu. Con không có ăn. Con không có ăn được cái yogurt Mỹ. Nên mẹ không cho con mua đâu. Mua về con bỏ đó. Hay là trứng. Các loại trứng. Chủ yếu là trứng gà thôi mọi người. Nhưng mà nó nhiều size. Có trên kia đó trứng cút nữa kìa. Nhớ hồi đó có người có một thời gian bán trứng cút nhiều mấy 5-6 đồng gì đó một dĩ. Bây giờ rẻ lắm mọi người, giờ nó rẻ hơn nhiều lắm á. Ây da, bà xã em đi nhanh quá. Mình ngồi kéo xe em cũng chết luôn, bà đi mất tiêu rồi. Hả? Lùi lại hả? Không muốn coi cái gì vậy? Ủa cái này ở nhà con quá trời rồi mà ơn. À, ở nhà con có nhiều lắm đúng không? Con tính nói là cái này ở nhà con có nhiều lắm đúng không? Sao bị mất hả? Rồi đi nè. Mua cái đó cho con quá nhiều rồi, không mua nữa đâu. Ai bu hả? Hết rồi hả? Không, nằm ngoài này nè. Nằm ở ngoài cái chỗ bán đồ nước á, nước bán đồ ngọt á. Nằm trong đây nè. Kỳ bữa thấy nằm đâu đây nè.
thấy không? Ô về mới biết nặng hả? Nãy giờ anh kéo chết luôn, em cứ lượn qua lượn lại hoài. Để anh kéo cho, bỏ ra đi. Anh kéo cho, bỏ ra. Ô, vô đây nghe mùi bánh không? Có nào nghe mùi bánh không? Có nào nghe mùi bánh bông lan không? Thơm quá. Không biết cookie này ngon không ta? Thơm quá. Ba đang coi cookie nè. Ô mà sao bán mắc vậy ta? Cái hộp này có mấy cái mà 6 đồng. Bán hơi mắc nha. Mắc hơn Costco, người Costco bán cái này hơi cookie, cái này là muffin. Muffin là muffin đó nè. Nhìn ngon ha. Nhìn ngon. Ba là sao cái này nó giống như sốt vậy? Yeah. Yeah. Đồ, bánh mì que là đúng que luôn. Trời lỗ đầu. Sao cứng vậy? Bánh mì que. Vô đây ăn. Mà xuống, bà kéo vô nè. Con gọi màu đỏ là màu hồng luôn hả? Bánh đây bán như hơi mắc nha. Bánh này nhìn ngon quá thôi. Bánh quế với hộp cuộn lại có nho nữa. Hộp này 8 đồng, 8 đồng được 12 cái. Bánh bông lan hả? Ok, mình đi qua mẹ nha. Trước mẹ đang mua cái gì biết. Ở đây bán bánh cookie hơi mắc nha. Cookie nó bán hộp chất mấy cái mà 5-6 đồng. Cái gì vậy? Spinach wrap. Để làm gì? Cái này á, anh bỏ rau, taco. Bỏ đồ, không phải taco. Anh ăn hay ăn wrap ở Chick-fil-A đó. Nhưng mà thay vì anh ăn cái wrap màu trắng thì anh mua cái spinach wrap nó thơm hơn. Xong rồi bỏ thịt, em mua thịt bên đó nó cắt mua nhiều đó. Trong cái wrap này bỏ chung với rau với lại bên đó đó hả? Bơ hả? Bên đó bán luôn hả? Ừ, nó cắt cho mình. Thôi thử đi. Ok. Tortilla wrap này 8 cái. Sao? Chị muốn gì? Cho nhỏ chị, chị muốn gì? Hello chị đi. Chị đi, say hello ấy. Anh muốn ăn loại nào? Không luôn. Chị hai ơn, say hello đi. Chay đừng đạp áo của chị. Tequila hả? Tequila là này nè, tequila là cái này nè, chứ không phải taco. À, ok. Ông rành. Mấy món mễ này ba ông rành. Ba quay cái này đi. Hello. Không, ta nói là quay. Không có cuốn được, hay là ba muốn làm cái này cuốn thì cách làm đôi, ăn được, còn này thì cuốn. Thôi cái này đi, cái taco nó dày với nó lạt lạt lắm. Cái này đi. Nhưng mà cái loại này là rác. Bạn tính mua gì này, cuốn vô hả? Mua thịt hả? Thịt. Ngồi xuống, ngồi xuống, hay đó ngồi xuống. Ngồi xuống. Ờ, với brush whip đi. Đừng mua, đừng có mua turkey. Đây. Đi mua thịt nguội mọi người. Cái xe nặng ghê mà để cho mít lên. Kéo muốn bệnh với nó. Đây là chỗ bán thịt mọi người. Này. Ồ, ở đây nó có cái gì nè? Chi hả? Chi mà nó cắt lát lát rồi nè em. Này cục này trong phim hoạt hình Tom và Jerry nó hay ăn nè. Đúng rồi, con chuột thích ăn chi, còn ân thích ăn gì? Ân thích ăn chi giống như là chuột luôn. Ân cũng thích làm chuột luôn hả? À? Ba tưởng ân là con heo uẩn. Mà đâu là hai cái rồi. Còn là hai con rồi hả? Sao được, mà con làm một mình một con nữa chứ là hai con được.
Con chuột là con chuột, con heo là con heo chứ sao là vừa làm hai cái được. Con heo thích ăn này nè. Cái gì vậy? Đây là pate. Pate. Pate ngỗng. À thấy không? Nè, pate ngỗng. Nó giống như cái gì? À, cái này để ăn với bánh mì nó ngon lắm á. Mà không biết mẹ biết ăn không, pate ngỗng. Nè. Em. Pate ngỗng ăn không? Không à. Mẹ không thích. Thôi. Em đang đợi tới em hả? Em get like hả? Rồi mấy cục hem bự không ha? Nãy giờ thấy người ta mua cái trái này là cái gì mà không biết nha. Ô lếp, ô lếp. Ô lếp. Thấy nãy giờ mấy người lại mua cái này nè. Ô lếp xanh, lếp đen. Muốn ăn không? Cái bình thường mình ăn với hủ ô lếp ngâm chua đúng không? Muối đúng không? Chắc kéo qua đây xíu hả? Nè nó bán hộp sẵn nè. Ờ hả? Ủa sao nhiều loại vậy? Biết loại nào ăn được? Thôi mình cứ thấy cái nào sale mình mua đi. Cái nào ngon ta? Thấy nãy nhiều người là lấy cái này nè em. Thấy nhiều người là lấy cái này nè. Cái này 3 đồng mấy một hộp à? Lấy hộp thì được rồi. Có 3 đồng mấy không? Nửa này nửa nọ hả? Dạ. Yeah. Cũng được, em nói cũng đúng. Thôi mix với hai loại này đi hả? Rồi giờ mới biết là olive nó nhiều loại vậy ta. Nè nó mix sẵn rồi nè. Này nó mix sẵn nhiều loại vô đây. Nó khác giá luôn. Trái bự hơn. Cái trái màu đen là nó bự nhất em. Trong mấy loại mà lại là rẻ nhất luôn. Nên là lấy cái số ở đây mọi người. Rồi đợi họ gọi trên kia. Đó. Sao cân? Cái giống sausage hả? Phải không? Nhưng mà cái loại gì á hả? Mấy cái sausage này khỏi bầu khó ăn á. Ủa em kêu olive luôn hả? Chưa. Order luôn chưa? Chưa, lấy một thao này nè. Ồ dạ. Mấy nửa thao này. Cái gì cái này mẹ cuộn đem lên trường cho con ăn ha. Cái loại này nổi tiếng lắm nè nha. Anh thấy đâu nhiều lần lắm rồi. Mấy tiệm bán bánh này chỉ có bán này. Đâu nhưng mà nó là của Bohess là ngon nhất. Còn mấy thằng này khác. Bohess là cái thằng nổi tiếng. Mấy này không phải có Bohess đúng không? Vị khác. Tại cái vị của Bohess rất vừa ăn. Không có bay xì đâu. Ba nghĩ nó không có trái. Cô đang xoay cho mình. Cô chia từng phần để mình bỏ mình ăn. Mình mua con phao mà cô cũng cắt luôn hả? Nó nửa phao á. Nửa phao hả? Nửa phao roast beef với một phao pastrami. Cô đang cắt cho mình. Xong rồi hả? Ô, xích qua con. Ôi, hình như có một size thôi đúng không? Cậu cắt ra có một size màu mà. À, cắt xong đem cân kìa. Ồ, cái này chắc tối phải về khui một chai rượu van rồi. Yeah. Hôm nay là it's Friday. This one and this one. Mình được thử luôn á. Yeah. Thank you. Ủa cái này nó mềm, cái này nó mềm. Good. Have a shot. Softy? Yeah, have a shot. Tao muốn lấy cái nào? Yeah, I want the skittles in between green and some other flavor. Can't take it from South America. Tao muốn ăn cái nào? Thử cái này luôn. Cái này sốt hơn, cái này mặn hơn. Cái này salted, yes. Salted. Cái này hơi hơi à. Nhưng mà muốn ăn cái nào? Cái này đi. Này ok hơn, dễ ăn hơn. Ok, can I take the half cow of beef? Yeah. Với cái màu xanh ha, với màu xanh ha. But half cow of beef. Dạ. Cái này mặn hơn nhiều. Cái này nó mặn mà ngọt ngọt. Cái này mặn không? Cái này nó mặn ngọt ngọt. Ngon hơn.
đây, gom một dục luôn. This one is salty. Các bạn muốn thử không? Bye. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. You're cute, you know that, right? Say thank you. Chú Gan con đẹp, dễ thương vậy, con phải say thank you. Yeah. No. Con ăn con dog không? Con dog thì mua con dog ăn, còn không thì thôi. Thôi tối về ăn này đi ăn. Có hem con thích ăn nè. Yeah. Nè. Nè, mẹ mua một bịch nhiều lắm nè. Tối nay về nè, nhà mình ăn này ha. Ok. Đây. Yeah, pizza đó, nhưng mà mình hôm nay mình không ăn pizza. Next week đi. Ok. Thôi. Em muốn mua để ăn sáng thì mua một cái thôi, thì cái này ăn không hết, nó cứng đó. Chỗ này là bán bia rượu mọi người. Nguyên một khu là toàn bia rượu không. Được chưa? Go. Em vẫn chơi game coi chừng á. Ở cái chợ này không thấy cái trash can ha. Đi nãy giờ không thấy cái nào luôn á. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Cuối cùng cũng thấy rồi. Đi ăn, theo ba. Thôi đi thẳng lên ngay chỗ mẹ kìa. Mẹ đang coi rau á. Thế tối nay về mình ăn cái này nè. Muốn nào? Muốn này hả? Vậy hả? Salad này hả? Cái này romaine gì đúng không? Không, romaine. Còn này là cái gì? Cái này là lettuce. Lettuce. Rau lettuce. Nè, romaine. Cái này người ta bào. Cái này người ta bào nhỏ rồi ơn. Tại vì người ta bào nhỏ để mình làm đồ chua á. Đừng làm vậy ơn, hư ơn, không được ơn. Đừng làm vậy con. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Mua một cái thôi. Này anh thấy cái đó ok đó. Này mình lột ra còn ok chứ. Cuối cùng cũng mua xong. Giờ là được đi về rồi. Trái nhỏ hơn. Nó bán rẻ hơn, phải không? 3 đồng. Không cũng vậy hả? Thôi cái kia như cũng bằng giá vậy mà. Thôi đi về nè, tối rồi. Mẹ có mua dưa leo không vậy? Rồi đi ra hai đứa. Chuối, 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 chuối.
Ân đi theo mẹ đi Ân. Ok, thôi đi ra. Ở đây hả? Ok. Đây một cái thằng. Chơi dần. Hello Teddy, hello Ray. Dạ bảo rồi. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Tối à? Bước ra cái tối liền luôn.